Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế buổi chiều ngày 10 tháng 7 năm 2023. Buổi chiều ngày hôm nay xin thưa với lại mọi người, có 12 đồng chí lên đường. Trước tiên cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thượng đế 63 tỉnh thành đã coi như thế là chung lưng đấu cật, đã hỗ trợ mình để đạt được cái chỉ tiêu 100 cuộn băng cassette một ngày, 2 ngày là 200 cuộn băng cassette. Và bây giờ thì đã đạt chỉ tiêu. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Đang quay video là có số điện thoại 6174. Sorry đồng chí. Địa chỉ đầu tiên là ấp 1, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là mã số của đơn hàng. Địa chỉ thứ hai, tổ bào trì công ty HSFRM, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ thứ ba, chợ chủ xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Địa chỉ thứ tư, 384 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ thứ năm, cơ khí Anh Thắng, đội 7, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Địa chỉ thứ sáu, xóm Tân Sơn, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đây là trân trọng gửi tới đại sư phụ U84 Xuân Xanh. Kính chúc sư phụ coi như thế là bách niên giai lão, thọ tỷ Nam Sơn. 1, 2, 3, 4, 5. Địa chỉ thứ 6, Trung Đồng, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam. Địa chỉ thứ 7, chợ Ve Chi Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng gửi người quan họ. Địa chỉ thứ 6, thôn Đại Minh, xã Phường Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ thứ 10, ngõ 2B. Đây, trân trọng báo cáo với lại mọi người, đây là thượng đế nữ ở thủ đô Hà Nội đây. Mà nàng ấy mua là cho Đức Lăng Quân của mình chứ không phải mua cho nàng ấy. Tại hạ một lần nữa gọi là cảm kích vô cùng. Cho tại hạ gửi lời coi như là chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình nhà nàng. Địa chỉ đến ngõ 2B, khu cầu Đơ Ba, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Đội 9, đồng bào Gia Xuyên, Hải Dương. Ngã 3, Quy Hậu, xóm 2, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình. Đấy, đếm lại nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12. Một con số quá tuyệt vời, nhất mãi nhá. Một là nhất, hai dịch ra là gì đấy? Là mãi đấy, nhất mãi. Thì nhất mãi hay không là do các thượng đế 63 tỉnh thành đoàn kết lại giúp đỡ mình thì mới nhất được, chứ không thì lại nguy hiểm nhá. Thôi xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.